Em xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại khu vực ở ngoại ô Hà Nội. Hôm nay em sẽ dẫn quý vị đi một con phố đèn đỏ khu ngoại ô. Ở đây là đèn mờ chứ không đỏ mấy. Nó chỉ có một ít ở đoạn đầu đường vào thôi thưa quý vị và các bạn. Khi mình đi sâu ở bên trong này thì là những cửa hàng ăn uống. Cuộc sống người dân ở khu ngoại thành này thì cũng giống như bao khu ngoại thành khác. Ở đây mọi người cũng đang bán các đồ dụng cụ. Ngày trước ở phía ngoài bên đầu kia rất là sầm uất phố đèn đỏ. Tuy nhiên thời gian gần đây thì đã chỉ còn rất là ít rồi. Phía trong này gần như là không có. Trước khi ở đoạn ngoài đầu đường kia thì có rất nhiều cửa hàng đèn đỏ, phố đèn đỏ. Tuy nhiên là bây giờ ngoài phía đầu đấy cũng không còn nữa rồi. Và ở phía trong này là phía trong làng người dân đang sinh sống. Trước này thì cũng không có. Và bây giờ mình đang trên con đường đi ra ngoài thì mình sẽ nhân tiện đi qua đây để xem cuộc sống người dân ở khu vực ngoại thành như thế nào buổi tối, cho quý vị và các bạn tiện theo dõi.
Đây chúng ta đã đi ra đến con đường chính ở ngoài đường rồi. Khu ngoại thành cũng có đèn đường. Và đây là dẫn vào đường nội đô Hà Nội. Ở đây vui chơi rất vui. Cái địa điểm mình đang đi này cũng thuộc nội đô rồi. Ngoại ô là ở phía sau lưng chúng ta cơ. Ở trong này mình có thấy một con phố. Chúng ta sẽ rẽ thử và xem. Ở đây có một con phố đèn đỏ. Rất là nhiều nhà nghỉ. Kiểu đèn điếc rất là mập mờ ấy. Tiên thì mình chỉ lướt qua đây thôi chứ mình không biết cụ thể như nào. Nên là chúng ta sẽ tiếp tục quay lại đường chính để đi quay về trung tâm nội đô luôn. Ngày trước ở phía đoạn đầu đường vào chỗ lúc nãy mình đầu tiên ấy rất là nhiều, nhưng có lẽ là từ khi khu vực này đã lên đến nội thành ấy thì hoạt động đó đã kiểu như là không còn nữa, kiểu giảm đi ấy. Mình đi qua không còn nữa, còn đây chính là khu đô thị mới, cuộc sống mới của mọi người bên ngoài này. Thì chúng ta lại quay lại con đường chính để chúng ta tiếp tục tiến đi về nội đô. Ngoại ô thì đường xá sẽ rất là vắng vẻ. Đường vào các trung tâm quận nội thành phía bên kia, quý vị các bạn có thể thấy tòa nhà rất là cao tầng. Tốc độ rất là cao. Kiểm soát rất là gắt gao về hoạt động các phố đèn đỏ, kẻ chúng ta có tham gia ngoại ô đi chăng nữa. Rồi là những ngày xưa rất là sầm uất thì bây giờ đã gần như là dẹp hết, không còn bóng dáng quán nào, chỉ còn vài quán kiểu như hoạt động lành mạnh thì còn. Nên để chúng ta đi rất là xa trung tâm nội đô cũng cuộc sống vẫn rất là yên bình và ổn định, không có tệ nạn. Đây rất là đẹp,
Đây, một khu Park City Hà Nội mới đang chuẩn bị được xây dựng. Em vẫn nhắc lại là chúng ta đã ở khu vực nội thành rồi, tuy nhiên là vẫn còn cách rất là khá xa so với các quận trung tâm. Chắc cũng phải vài cây nữa chúng ta mới đến được các quận trung tâm. Thế nên là xe cộ đi lại vẫn là thưa thớt và mọi người đang đi lại vẫn rất nhanh. Bây giờ đang khoảng vào 9 giờ tối rồi. Chúng ta đã gần đến nội thành, đây là khu du thị Park City Hà Nội. Từ đây có những chiếc xe rất là to. Chúng ta sẽ khám phá thử khu du thị Park City. Khu đô thị này nổi tiếng với chụp ảnh loài hoa rất đẹp. Buổi tối thì ở đây rất là đèn đường rất là lung linh ánh đèn. Mọi người đi làm về ở các khu chung cư chủ yếu bây giờ mọi người sẽ ăn uống xong tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau gia đình con cái xem tivi quây quần. Cũng như là sau đó là xem một vài bộ phim hoặc thư giãn rồi đi ngủ. Đây là những con đường bên dưới này rất là vắng vẻ. Tuy nhiên đây là một khu đô thị rất là đông đúc nha các bạn. Mà khu đô thị rất là hiện đại. Buổi tối lên em quay hơi mờ nên các bạn thông cảm. Đây có một số các bạn học sinh đang đi học về muộn, có thể là đi học thêm cũng như là đi sinh nhật bạn bè. Đây giờ Madison trong khu đô thị hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những hàng cây có những cái bông hoa màu vàng rất là đẹp. Mọi người đến đây chụp ảnh rất là đông. Tuy nhiên bây giờ là những hàng cây này đã trổ bông và đã rụng xong hoa hết rồi. Chứ nếu không thì chắc giờ này cũng rất là đông người đến đây chụp ảnh. Đáp và vài người đang đi tập thể dục. Cổng vào khu đô thị được trang hoàng đèn rất là đẹp với những cái ánh đèn sáng vàng. Cũng như là ở bên trên tô điểm thêm những chiếc đèn lồng. Còn đương nhiên vào trong những khu đô thị hiện đại này đều có rào chắn. Chúng ta là những người ngoài vị khách thì không có thể dễ dàng đi vào được, mà phải có chủ nhà đồng ý bảo vệ mới cho chúng ta vào. Đây một cảnh rất là đẹp ở khu vực quận gần trung tâm các quận ven nội thành. Đây có thể coi là quận ven đô chứ không thuộc các quận trung tâm.
Đây là một ngã tư ban ngày rất là đẹp luôn. Ban tối chúng ta chỉ có thể nhìn được những cái ánh đèn như thế này thôi. Ở đây những chiếc xe rất là to chở hàng đang hoạt động. Thế có nghĩa là xung quanh đây vẫn đang tiếp tục rất phát triển và đang xây dựng thêm tòa nhà mới. Đây, quang cảnh ở bên này có một hàng rào cũng như là những cái lùm cây được trang trí trên những hàng rào đấy, nhìn buổi tối rất là đẹp. Tuy nhiên khi em thu vào trong camera thì có thể quý vị các bạn sẽ không nhìn rõ. Còn nhìn thẳng lên phía trước đây, quý vị các bạn có thể thấy rằng Hà Nội, những cái khu ven đô, các gần các quận trung tâm, các quận vùng ven cũng đã rất phát triển rồi, không khác gì như ở nước ngoài. Nhiều người không biết, vẫn cứ nghĩ là ở vùng ven đô không gần các quận trung tâm thì sẽ không phát triển. Nhưng các quận ở gần trung tâm rất phát triển, không khác gì ở các quận trung tâm cả. Như ngay trước mặt chúng ta đã thấy là chúng ta đã đi sát về nội đô các quận trung tâm rồi. Cái đường ở vượt qua cầu vượt kia chính là đường Vành Đai. Trước đây khi mà các quận vùng ven chưa lên quận ấy là huyện, thì bây giờ lại lên quận, thì trước đây em hay coi cứ vượt qua cái cầu này thì em mới tính là nội đô. Còn bây giờ chưa vượt qua cũng đã tính là nội đô rồi. Thì sau khi vượt qua cái đoạn cầu vượt ở trên cao thì chúng ta sẽ tính là quận nội, các quận trung tâm. Còn đây là các quận vùng ven. Con đường Lê Trọng Tấn. Còn phía bên này thì là đường Quang Trung. Đây chỉ là tuyến đường sắt trên cao thôi. Cái chỗ chúng ta đi qua không phải là tuyến đường sắt. Xin lỗi quý vị, kiểu trời tối em đang không phân biệt được rõ, nên chúng ta phải đi tiếp thì chúng ta mới định hình ra được. Em xin lỗi quý vị nhá, kia không phải đường Vành Đai, bởi buổi tối ấy, em nhìn nhầm ấy. Kia là tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ấy. Và đấy chính là tuyến đường Quang Trung luôn. Em lại xin lỗi quý vị, em nhìn nhầm. Không phải là đường Vành Đai cắt qua. Bởi vì là buổi tối đâm ra em không nhìn rõ, đâm ra em phải quay lại để quý vị nhìn lại. Đây là tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông nhá. Và sẽ phải đoạn lúc đấy nữa là sẽ trái là ngã tư Sở, còn em quay lại đây bên phải mới là ngã tư Sở này. Còn bên trên kia chính là tuyến đường sắt trên cao. Còn tí nữa đến đường Vành Đai thì em sẽ bảo quý vị. Đây thưa quý vị, lúc này là em bị nhầm lẫn ở ngay từ cái đoạn ra khỏi khu chung cư Bắc City này. Đúng ra là em phải rẽ trái ở đây cơ, thì em lại rẽ phải sang bên kia. Đúng ra là em bị đi nhầm đường ấy. Bởi vì là em ở các quận trung tâm, em đi ra ngoại thành, em khám phá, đúng ra em bị nhầm. Đây, đúng ra chúng ta phải từ bên kia mình rẽ trái, mình sang đường, mình đi đây. Xong rồi lên trên kia mình rẽ phải thì mới là đúng để chúng ta về nội thành. Còn lúc nãy chúng ta rẽ trái sang bên kia là bị sai đường. Đây, chúng ta đã tiếp tục cuộc hành trình đúng đường về với cả các quận trung tâm rồi. Và chúng ta sẽ đi thẳng. Sau lên kia trên kia chúng ta sẽ rẽ phải. Vị, chúng ta bây giờ phải rẽ phải mấy đúng con đường để chúng ta rẽ vào khu trung tâm Hà Nội. Đoạn lúc nãy là cái đoạn vòng xoay lại này là em cứ mãi nói chuyện với quý vị và các bạn, xong rồi em sẽ nhầm khúc, nên là cứ bị nhầm luôn. Đây mới là cái khúc rẽ đúng. Đường vào trung tâm nội đô đây. Và chúng ta phải đi tiếp một đoạn xa nữa thì chúng ta mới đến được Vành Đai.
Đây vẫn tiếp câu chuyện lúc nãy em nói là ở khu tiến vào khu các khu trung tâm nội đô rất là phát triển, tòa nhà rực rỡ lung linh luôn. Đây quang cảnh rất là hiện đại. Phía xa xa kia không biết các bạn có nhìn thấy tòa nhà có màu ánh tím, đổi màu tím rồi vàng rồi xanh. Rất là đẹp. Chúng ta đã tiến sát với gần với trung tâm nội đô rồi. Bởi lúc nãy chúng ta đi ra ngoài khu ngoại ô kia khám phá ra khá là xa so với các quận trung tâm. Trời buổi tối, thế nên là rất dễ nhầm đường đối với những ai mới ra Hà Nội ấy. Đây, ví dụ đây chỉ là một chiếc cầu đi bộ này, nhưng nếu mà nhìn từ phía xa ấy thì sẽ, em có thể hoặc mọi người sẽ nhìn nhầm kiểu như là đến chỗ chỗ có cái đường bắc qua, nhưng không phải, đây chỉ là một cái cầu thôi. Như chúng ta đi đây sắp đến các quận trung tâm rồi, nhìn cuộc sống mọi người ở đây sầm uất hơn hẳn. Hai ven đường rất là rực rỡ ánh đèn, các quán ăn, đèn đường rất là sáng. Phía bên kia đèn rất là sáng rực lên. Đây thưa quý vị, đây mới là sắp vào các quận trung tâm nội đô, khác hẳn luôn. Các tòa nhà rực rỡ ánh đèn hai bên. Đấy, như quý vị thấy ở phía trước mặt là cầu đi bộ, nhưng phía sau đấy là con đường. Đấy mới là con đường Vành Đai 3. Sau con đường đấy thì chính là các quận trung tâm. Và ở đây người ta đã xây một con đường mới, chúng ta có thể đi xuống cầu bên dưới hầm chui để vượt qua chuyến cầu vượt trên cao kia. Lúc nãy em bị nhầm là nhầm một đoạn kiểu như thế này, chính xác cái đoạn cầu Vành Đai 3 nó là phải như thế này mới là đúng. Thì sau cái đoạn chỗ Vành Đai 3 này là các quận trung tâm, còn phía đằng sau chúng ta là cũng là quận nội thành rồi, tuy nhiên là các quận vùng ven, các quận trung tâm. Đây nhìn các đoạn giao cắt rất là rộng. Đây là đường Vành Đai ở trên cao. Như đây chúng ta thấy là chúng ta vừa vượt qua cầu vượt đây. À xin lỗi, không phải cầu vượt, là đường Vành Đai trên cao đây. Phía bên kia là các quận ven đô, còn phía bên trái là các quận trung tâm. Đấy, chúng ta đang ở khu vực của các quận trung tâm rồi. Kia là phía tòa nhà Villa Serra. Tất cả kể cả bên phải, bên trái quận trung tâm hay quận vùng ven các quận trung tâm đều đã lên nội thành hết rồi. Nhưng ngày xưa trước kia là giao cắt đoạn này, phía bên kia chính là tính là ngoại thành. Nhưng mà khoảng vài năm trước thì tất cả đã đều là các quận nội thành rồi. Đường xá Hà Nội bây giờ rất rộng, nhất là buổi tối mà chúng ta mới đi, cộng với cả lại không cầm theo bản đồ thì rất dễ bị nhầm đường như em lúc nãy là chuyện bình thường. Còn đây chính là đường Vành Đai
vành đai 3, chính xác là vành đai 3. Và phía trước thì là đường Phạm Hùng. Còn ở đây thì là một trong những nơi phát triển rất là rực rỡ